ơi. Dạ. Má có một món quà tặng gạo. Gạo thì đẹp không? Đọc bây giờ đọc được cái này không? Thì con. Đọc mẹ nghe coi. Một chiếc thiên nhiên. Giỏi. Trời, cái này gạo đọc được rồi đó. Ba tặng gạo, cái này gạo biết tại sao không? Đây này, đây là một tấm thiệp ba đã ghi cho gạo trong này. Gạo có biết là tại sao là ba tặng cho gạo một cái cây nhỏ thế này không? Xinh xắn không? Thế là nếu như ba tặng cho một món gạo một món quà là một cái cây, và cái cây này là giờ thuộc quyền sở hữu của gạo. Cái này là tặng cho gạo luôn á, để trong phòng ngủ luôn á. Để gạo đọc được chứ. Trời giỏi vậy, cái này đánh vần nhanh quá vậy. Tấm thiệp này là ba mẹ đã ghi vào đây này. Gạo biết tại sao là ba không tặng cho gạo đồ chơi mà ba tặng cho gạo một cái cây không? Dạ biết. Sao vậy? Tại vì á, mình con ở nhà có nhiều đồ chơi rồi nên mình phải yêu thiên nhiên với lại bảo vệ môi trường. Ôi, rồi xuất sắc. Rồi sao nữa nói nghe coi, bảo vệ môi trường là sao, gạo có hiểu không? Bảo vệ môi trường tức là mình không để cho cái lớp của mình nó bị ô nhiễm với lại nhiều khói. Rồi sao nữa? Với lại hay mà xả rác trên đường hoặc là dưới sông thì mình phải kêu chú hoặc là cô, chú cô đừng có vứt rác ở đó, phải vứt ở đúng chỗ thùng rác, không là sẽ bị ô nhiễm môi trường. Rồi sao nữa? Sao nữa? Thì mình có mấy cô sẽ biết là không nên xả rác ở trong sông hoặc là ở giữa đường, nên mình phải bỏ vô trong thùng rác nó mới đúng chỗ. Rồi ngoài ra còn gì nữa không? Thì y môi trường thì ngoài ra mình còn phải trồng nhiều cây xanh nữa. Tại vì khi mà trồng nhiều cây xanh á, thì cây nó sẽ cho mình thứ nhất là bóng mát nè. Buổi trưa nắng nóng thì nó sẽ che mát được mình nè. Và thứ hai là nó sẽ cung cấp được oxy, nó sẽ che lại những cái bụi khói để nó tránh ô nhiễm và nó thả ra những cái oxy để cho mình hít thở. Và mình sẽ chặt cây nhiều thì môi trường nó sẽ ô nhiễm và mình sau này thế hệ con cháu sau này của mình là sẽ không có oxy để thở luôn, trái đất nó càng ngày càng cạn kiệt dần. Vì chặt nhiều cây xanh sẽ gây nên lụt. Khi nó mưa lụt sẽ là ảnh hưởng đến bao nhiêu cuộc sống của bao nhiêu người gia đình khó khăn, con biết không? Nên thành ra bây giờ cây mà trồng càng nhiều thì nó sẽ cản bão, cản nước, rồi nó sẽ hút nước đi, mình sẽ không bị lũ lụt, không mình bị ngập quá là mình chết luôn á. Nhưng mà nhà mình cũng có nhiều cây mà. Đúng rồi, càng trồng càng nhiều càng tốt. Cây đất thì càng xanh càng tốt. Nhưng cái cây này thuộc riêng. Bây giờ là của gạo này. Bây giờ cây này là của gạo, là gạo dự của con này nè. Xong rồi bể bỏ trong phòng ngủ của con cầm đi. Cây là của gạo thì gạo phải chăm sóc cho nó làm sao để cho nó lớn nha. Cái cây này lớn cái xong cái mình sẽ con biết cách chăm sóc, con có học rồi. Học sao? Là lúc mà trời nắng lên thì mình sẽ tưới cây cho nó hàng ngày. Với lại á, nếu như mà trời gió mạnh hoặc là mưa bão thì mình sẽ che cho nó bưng một cái gốc mà nó có thể che được. Còn khi mà nó lớn lên á, cái chậu này mình trồng không nổi nữa thì mình sẽ đem nó ra trồng ở dưới đất, mình đào đất lên mình sẽ trồng để cho con nó ở sáu con thích cái chậu nhiều để cho nó gần với thiên nhiên chứ. Giống như trước mắt cái nhỏ là của gạo đó, giống như kiểu là em bé vậy đó, gạo trong nhau khi nào lớn lên nhau, em lớn lên rồi bắt đầu em bé đi sẽ đi xa. Em lên okay. Trong cái khác em ok khác, rồi đúng không? Cảm ơn gạo. Sao tự nhiên cảm ơn gạo? Thì gạo hiểu được yêu thiên nhiên, quý cuộc sống thì mình phải cảm ơn, vì bản thân là gạo ngoan như thế mình phải cảm ơn gạo, là gạo đã biết giữ gìn môi trường. Gạo có cảm ơn